Rồi, chào tất cả cô chú anh chị em mình đã quay trở lại kênh Tâm Giờ Lát Bến Tre nha. Hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 8 anh em ơi. Mới vừa nhập vài con xe nè, quay cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Super Game, xe Vinh đẹp, liền lạc với tài đủ luôn em ơi, 12.500.000. Game lùng với tài đủ mấy em ru 2 triệu ha. Game Thái thì giá 8 triệu mấy anh em ơi, ngay chủ luôn. Super Game Thái luôn nha. Rồi, với một cặp xì bo mới vừa nhập đội anh em ơi. Một con 21 triệu anh em ơi, 21 triệu một con xì bo ha. Xì bo ra đường chạy o luôn anh em ơi. Đó. Xe này là giấy tờ đầy đủ cho anh em mình đi đường ha. Máy thì cực kỳ im ha, mọi chức năng hoạt động ok ha, đèn đốt nghiêm chỉnh nha. Là liền lạc, dọn liền lạc nghiêm chỉnh anh em, dọn như xe mới luôn ha. Chỉ 21 chai ha. Số 71B1 và 71B2 anh em. Rồi, con này nó máy con này cho anh em nghe luôn ha. Xe là bên em bán là bao im anh em luôn ha. Rồi. Xe chỉ việc anh em về là đổ xăng đổ nhớt là đi thôi, không làm bất cứ gì ha. Xe nó làm nghiêm chỉnh lịch sự hết cho anh em mình ha. Con này 22 triệu, con ngoài này là 21 triệu nha anh em. Con mà cái đĩa này, đĩa mà đĩa xám xám này là 21 triệu, con đĩa đen là 22 triệu ha. Hai con này cũng giống như nhau nha anh em. Con 22 triệu nó khác anh em, nó khác là nó có hai cái nút trên ha. Đó, hai nút chụp kiến ha, còn con 21 nó không có ha. Xe liền lạc, xe dọn mới nha anh em, có cà quẹt cho anh em mình đi đường luôn ha. Rồi Seawood thì em cũng còn luôn ha, Seawood nè. Seawood này đời 2021 8 triệu 200 ngàn ha. Rồi con bên kia thì cũng 8 triệu 2 nha, Seawood nguyên zin luôn ha. Anh em mà chơi được con nào thì quan tâm, con nào thì nhắn alo ha. Số điện thoại em 0346854213. Địa chỉ ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Lắc, tỉnh Bến Tre ha. Xe thì dọn mới nguyên con anh em. Anh em nhìn là ưng ý liền ha. Về công việc anh em đổ xăng đổ nhớt mà chạy thôi ha. Liền lạc nghiêm chỉnh ha, con này là có ba ga anh em, còn con kia thì không có. Xe là cặp vỏ này mới luôn nha, xe này dọn mới, áo vỏ mới, đồ đạc là nghiêm chỉnh ha. Chỉ về đổ xăng nhớt rồi đi thôi. Đây, có cái bình nhớt pha phía sau này nè, nhớt anh em đổ mua nhớt đổ vô đây ha, rồi đổ xăng đây, cái này nó tự pha ha, việc đổ vô là tự động nó chạy nó pha cho mình luôn ha. Rồi, xe thì đèn đuốc nghiêm chỉnh, anh với Việt về đổ xăng nó nhất là đi. Rồi, con ghim Super Game nè. Em chạy chưa rửa nó quằn quại rồi anh em. Thấy bụi dơ không? Con này là bán anh em 12 triệu một con đồng nha. Ghim lên bánh mâm, ghim 110 lên bánh mâm, 12 triệu. 12 triệu anh em mình chơi được chơi ha. Biển số 69 giao căn cước chủ cho anh em mình luôn ha. Rồi, tay ga A Black rồi 2014 ha, xe đẹp nguyên zin liền lạc 3 triệu nước liền. Con này là 14.200.000 ha anh em mình. Xe là liền lạc, chất xe dữ lắm nha anh em. Xe này có xe thì nếu mà nó không đẹp thì giá sẽ rẻ hơn chừng 10 triệu chút xíu anh em. Còn xe này đẹp cực kỳ đẹp anh em, đẹp dữ lắm nha. Cổ bô lên thay nóc luôn ha, chủ xe cũ đi rất là kỹ ha, cho nên hư chút xíu là người ta sẽ làm liền ha. Cho nên cái xe này còn rất là đẹp, liền lạc chắc chắn nha. Bao chạy anh em mình bao chạy, bao phê, bao sướng, bao đi xa luôn ha. Đó, có kẹp để điện thoại luôn nè, anh em chơi chơi ha. Giá chỉ 14.200.000. Xe liền lạc, ốc tán đồ còn xanh dần nha anh em, còn sáng đẹp luôn ha. Xe hoạt động rất là nghiêm chỉnh nha. Sóng đĩa trước sau hoạt động ok, sóng đĩa là có dấu thắng thôi, chưa có hiện tượng tự ngòm ngòm nha anh em, chưa dấu ngòm ha. Đĩa ok đẹp nha, ốc tán ghim hết nha, xe này còn rất là ghim nha. Đó, anh em chơi được chơi. Rồi, Super Game mới vừa nhập đội anh em ơi, xe Super Game mới vừa nhập đội nè. Xe này chưa có dọn chưa có dọn này, để em dọn lên rồi lên hình cụ thể chi tiết cho anh em mình chơi ha.
Còn anh em mình muốn chơi thì đam mê thì mình em chia cho anh em về mình dọn luôn ha. Đây tem zin của te zin còn luôn ha, xe là còn nguyên zin ha, chạy là chủ xe là mua là chạy tới giờ là chưa làm bất cứ gì ha, áo sóng zin hết ha. À, tem gấp cũng gọi thinh anh em ha, xe còn rất là đẹp ha, đẹp, xe này còn cứng ngắc luôn nha. Tại chủ xe chở tập quá đó, có bắt cái ba ga sắt này nè, vì em tháo bó ga rồi ha, để em gắn yên dài làm lại lịch sự nguyên zin lại cho anh em ha. Cùng xăng là nguyên zin luôn ha, máy móc là zin hết. Đây nước sơn zin theo máy còn luôn nha. Đó, xe này ngay chủ luôn em ơi, sang tên được luôn nha. Anh em sang tên là thêm chút xíu phí là anh em có thể sang tên được con này luôn ha. Super zin, xe zin đẹp từng chi tiết anh em ơi, máy móc là chưa có đụng chạm gì luôn ha. Giá em đang bán con này là 8.900.000 anh em ơi. Anh em có nhu cầu chơi thì chơi, về mình dọn thêm ha, hoặc là để em dọn lại rồi cho anh em mình chơi ha. Rồi còn con zin lùn này, bữa có ông anh ông chốt nè, cuối cùng không lấy ha, chốt cọc rồi ông nói em có nói quay déo gõ luôn là cái sườn này bị mục anh em đó, em bán em có sao nói vậy ha, em nói là cái sườn bị mục nè, anh em về một là anh em mình kiếm cái sườn khác, anh em mình chạy cũng được, xe này chạy vẫn được nhưng mà cái sườn gì nó xấu nha anh em, máy thì cực kỳ im ha, bánh sau bánh nhật luôn là có 2 triệu, giấy tờ đầy đủ, máy im ru luôn có 2 triệu bạc à. Nóng máy rồi ông nói sườn mục nó không lấy thì em bán em nói trước mà sườn mục bán giá 2 triệu mà anh em, đâu phải em nói là sườn đẹp rồi dùng dao em là một đâu. Rồi anh em quan tâm liên hệ trực tiếp em ha, nô 4 thì em còn 2 chiếc nè ha, giá 4 triệu Việt Nam đồng ha. Đó. Rồi Sirius nè, Sirius zin cực kỳ zin luôn, giá 8.200.000 zin dữ lắm anh em ơi, tùy theo xe ha, Sirius thì có chiếc cũng 6 triệu mấy, 7 triệu, 8 triệu cũng tùy anh em ơi, những chiếc zin đẹp thì giá nó hơi cao chút ha, em chơi được chơi được chơi khác ha. Em nhìn cái con nó riêng nó đẹp cỡ này nè, 1.200.000, máy móc chưa đụng chạm bất cứ gì luôn nha, máy thì nổ máy im cực kỳ luôn, có cái này nó để nó hết bình á, rồi em gớt chân cho anh em cần, các anh em có mua thì em gắn bình cho anh em đầy đủ ha, đó gớt chân nổ máy im luôn, không nghe luôn nè, nổ máy im cực kỳ luôn, em cần xe đi cài chở đồ thì con này thì quá là ok luôn, em lấy dàn ốc xanh dờn con bô đang nổ máy, xịt. Đó, xe này chạy là 69.000 nha, chỉ nó 69.000, máy cực kỳ im, dòng Sirius này có chạy mấy chục ngàn nó nhầm nhò nó đâu anh em. Đó. Anh em có nhu cầu mà xe chở đồ con này ha, đa hang, đa lim, city rồi ha, máy cực kỳ im, ba ga làm đồ sẵn hết, giá chỉ có 7 triệu Việt Nam đồng, giấy tờ đầy đủ, bình đề giấy tờ đầy đủ, máy em ru luôn em ơi. Anh em coi cái đầu máy nè, mặt cuộc trước nè, dàn cuộc dàn bánh anh em thấy là nó chắc chắn ha, chưa đâu cái máy còn giữ nữa anh em ơi, đó anh em thấy là chất lượng không, dàn phuộc dàn máy chất lượng không, cái máy thì để cũ em chưa rửa nha, rửa đẹp cực kỳ luôn nha, mà nó anh em mà chỉ cần đề máy lên nghe tiếng máy anh em vô số anh em chạy nghe thôi ưng ý liền. Phải dòng city là cái dòng chạy rất là bền mạnh dành cho chở đồ anh em, bền dữ lắm bền nha, nó là chở đồ của nó là cháu bò luôn anh em ơi, dàn gấp dàn gì cũng nó còn nguyên zin hết ha, chưa thay thế chưa sửa chữa chưa lai gì ha, đặc biệt cái sườn là cứng ngắc luôn anh em ơi, nó sườn còn nguyên ha, chưa một ngọt chưa có dấu hiệu hiện tượng gì hết nha anh em, nó sườn đẹp cỡ này rồi, giá 7 triệu Việt Nam đồng anh em mình chơi được chơi ha, rồi chúc anh em mình một buổi trưa thật vui vẻ, cô chú bác gần xa thật nhiều sức khỏe ha, anh em quan tâm xe nào được thì alo em ha, rồi cảm ơn anh em mình rất là nhiều, chúc anh em nhiều sức khỏe.